Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Giao tranh ác liệt, nga và ukraine đều tiếp viện tới chảo lửa dobrotin trong bối cảnh giao tranh diễn ra ác liệt ở dobrotin vùng zaporozhia. Cả nga và ukraine đều buộc phải điều động lực lượng dự bị và đưa tới mặt trận này. kể từ giữa tháng 8, làng dobrotin ở zaporozhia trở thành nơi xảy ra các trận chiến khốc liệt giữa nga và ukraine. Đối với ukraine, dobrotin được xem là mặt trận quan trọng trong cuộc phản công của kiev. Cuối tháng 8, truyền thông ukraine dẫn lời bộ quốc phòng ukraine cho biết lực lượng kiev thiết lập toàn quyền kiểm soát ngôi làng này. Trong chuyến thăm Pháp, Ngoại trưởng Ukraine Kubela đã đề cập đến cuộc chiến giành lại khu vực có tầm quan trọng chiến lược này và khẳng định việc thiết lập quyền kiểm soát hai bên sườn robotin sẽ mở đường cho quân đội Ukraine tiến tới Melitopol và biên giới của Crimea. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận các báo cáo về việc mất robotin, đồng thời nhấn mạnh các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Sự khốc liệt của trận chiến đã buộc cả hai bên phải điều động các đơn vị không quân tinh nhuệ tới như Lữ đoàn 82 của lực lượng vũ trang Ukraine và Sư đoàn 76 của lực lượng vũ trang Nga. Ngôi làng hiện nằm trong vùng xám với các lực lượng Nga bố trí ở khu vực phía Nam và lực lượng Ukraine ở khu vực phía Bắc, tầm quan trọng của Dobotin. Dobotin nằm ở tỉnh Zaporozhye giữa thành phố Odekhov do Ukraine kiểm soát và Tomas do Nga kiểm soát. Dobotin cách Odekhov 12 km, nơi đóng vai trò là căn cứ cho lực lượng của Kiev mùa xuân năm 2022, lực lượng Ukraine đã ổn định được mặt trận này và bắt đầu tích lũy được lực lượng cho cuộc phản công vào tháng 6 năm nay. Thành phố Tomak hiện là nơi đặt căn cứ của quân đội Nga, cách Dobotin 22 km. Khoảng cách này dù ngắn nhưng rất phức tạp để bao quát đối với bất kỳ bên nào hai tuyến phòng thủ, bãi mìn, các trận địa pháo binh được chuẩn bị sẵn và các phương tiện bảo vệ khác tách Tomac khỏi khu vực chiến đấu hiện tại. Hơn nữa, Tomac đã trở thành một pháo đài có khả năng đảm bảo an ninh toàn diện nếu đối phương có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ khác. Dubrovnik là khu định cư đầu tiên nằm trên hướng tấn công theo kế hoạch của Ukraine vào Tomac và nhằm tước quyền phòng thủ đầu tiên của Nga. Về mặt lý thuyết, nếu quân Ukraine hành động thành công hơn, họ có thể đã nhanh chóng chiếm được Dubrovnik còn quân nga sẽ phải tập trung bảo vệ tuyến phòng thủ đầu tiên Tuy nhiên, cuộc phản công của Ukraine đã bị mắc kẹt trong khu vực này và Kiev thậm chí còn cố gắng chuyển nỗ lực chính sang khu vực ngã ba của vùng Zaporizhia và Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Putin trở thành nơi diễn ra các trận chiến kéo dài mà cả hai bên đều chịu thương vong. Còn Kiev mất rất nhiều trang bị của phương Tây. Giao tranh ác liệt, hai bên điều quân tăng viện. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu ngày 5 tháng 9, Ukraine đã mất khoảng 66.000 binh sĩ kể từ khi bắt đầu phản công hồi tháng 6

170 người đã thiệt mạng gần Dobrotin. Thương vong đang tăng lên từng ngày. Theo báo cáo từ Moscow ngày 7 tháng 9, chỉ trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã đẩy lùi 14 nỗ lực đột phá của lực lượng Ukraine ở Dobrotin, khiến Kiev mất 110 binh sĩ. Ukraine cũng đã mất nhiều phương tiện do phương Tây cung cấp tại chảo lửa này. Theo cộng đồng của tình báo nguồn mở, Ukraine đã mất 9 xe tăng Leopard 2 của Đức, 38 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ và 4 xe chiến đấu bọc thép Stryker, mới nhất trong Danh sách này là Challenger 2 do anh sản xuất, một trong những xe tăng hiện đại nhất thế giới. Chiếc xe tăng Anh được cho là chúng tên lửa chống tăng dẫn đường Connect của Nga phát nổ dưới tháp pháo. Khi cuộc giao tranh ở Dobrotin kéo dài, cả hai bên đều buộc phải điều động lực lượng dự bị và khẩn cấp đưa họ vào trận. Ukraine ban đầu chỉ triển khai một số lữ đoàn, nhưng sau đó đã lần lượt đưa các lữ đoàn cơ giới 116, 117 và 118 tới khu vực này. Đến giữa tháng 8, Kiev đã phải sử dụng át chủ bài là lữ đoàn xung kích đường không số 82. Ban đầu, lữ đoàn này được cho là chỉ tham chiến sau khi vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Trong khi đó, Nga đã chuyển sư đoàn tấn công đường không số 7 và 76 sang Robert để giải vây giúp cho sư đoàn súng trường cơ giới số 42 đã chiến đấu tại đây trước đó các đơn vị này hiện là xương trong tuyến phòng thủ của Nga Nga hay Ukraina đang kiểm soát đô tin Phần lớn robotin nằm trong vùng xám, quân đội Ukraine được bố trí ở vùng ngoại ô phía bắc và đông bắc ngôi làng, trong khi đó, lực lượng chủ lực của Nga đang bố trí ở phía tây và phía nam ngôi làng, duy trì kiền quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía nam. Cả hai bên đều nỗ lực đẩy đối phương ra khỏi ngôi làng. Ukraine có ý định kiểm soát toàn bộ khu vực này và sử dụng robotin làm bàn đạp cho một cuộc tấn công theo hướng nam. Quân đội Nga tiến hành các hoạt động ở khu vực trung tâm ngôi làng để ngăn chặn lực lượng Ukraine đóng chốt ở đó rồi rút về các điểm cao. Đức thất vọng khi thương mại quốc tế của Nga tăng mạnh bất chấp lệnh trừng phạt, những biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga chưa cho thấy hiệu quả như phương Tây mong đợi. Nga đang tăng cường hợp tác kinh tế với nhiều quốc gia khác và điều này khiến các nhà phân tích người Đức cảm thấy ngạc nhiên. Những lệnh trừng phạt của phương Tây không ngăn cản Moscow tích cực tham gia vào thương mại quốc tế. Hiện tại, lượng hàng dỡ xuống các cảng ở Petersburg trong tháng cuối mùa hè gần như bằng so với chỉ số trước khi bắt đầu nổ ra chiến sự tại Ukraine. Các chuyên gia kinh tế Đức không hoàn toàn rõ ràng về việc các tàu container chở đầy hàng hóa đến từ đâu, nhưng hoạt động bốc dỡ tại các cảng của Nga đang khá nhộn nhịp. Giới phân tích phương Tây cũng không loại trừ khả năng kim ngạch thương mại của Nga với một số khu vực khác trên thế giới sẽ tăng thêm. Cùng với đó, Liên bang Nga đang tăng cường thương mại với các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu, bất chấp lệnh trừng phạt từ châu Âu và Hoa Kỳ. Kết luận này có thể được rút ra sau cuộc gặp của thủ tướng với người đứng đầu cơ quan hải quan liên bang Davidov vào cuối tháng 7, người đứng đầu chính phủ lưu ý rằng liên bang Nga sẽ định hướng lại một cách triệt để các luồng thương mại và hậu cần sang những quốc gia phía nam cũng như phía đông. Trong khi đó, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng 40,6% trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế trên đã giúp Nga tạm quên những nước phương Tây đã tham gia các biện pháp trừng phạt nhằm vào họ và đóng băng những luồng thương mại cũ. Phương Tây dễ dãi với Nga để cứu vãn G20 các nước thành viên G20 đang vấp phải một loạt chỉ trích về việc không lên án vai trò của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, trong khi Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali năm ngoái đã lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine và nhấn mạnh rằng nó đang gây đau khổ lớn cho con người và làm trầm trọng thêm sự mong manh sẵn có trong nền kinh tế toàn cầu tuyên bố chung mới nhất ở New Delhi Ấn Độ khẳng định lo ngại về xung đột tại Ukraine, song không chỉ trích nga. Văn bản này kêu gọi mọi quốc gia hành xử phù hợp với mục tiêu và nguyên tắc trong toàn văn hiến chương Liên hợp quốc, phản đối việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để giành lãnh thổ, xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền độc lập chính trị của quốc gia khác. Tuyên bố chung cũng thừa nhận vấn đề Ukraine vẫn tồn đọng những quan điểm và đánh giá khác nhau giữa các thành viên G20, song đều đồng thuận lập trường phản đối chiến tranh, phản ứng trước động thái trên. Người phát phát ngôn bộ ngoại giao ukraine nikolenko cho rằng quyết định của G20 không có gì đáng tự hào khi không nêu đích danh Nga trong tuyên bố chung. Domanko, người sáng lập và giám đốc của nhóm thân Ukraine, gọi thông báo cáo này là yếu đuối và khi thậm chí không chỉ trích trực tiếp Nga hay các vi phạm của nước này tại Ukraine. Trong khi đó, Nga nhận định tuyên bố chung của G20 phản ánh cân bằng mọi khía cạnh sau khi văn bản này thừa nhận vấn đề Ukraine tồn động những quan điểm và đánh giá khác nhau. Tất cả thành viên G20 đã thống nhất hành động chung vì lợi ích hòa bình, an ninh và giải quyết xung

mọi thứ đã được phản ánh cân bằng, đại diện của Nga tại thượng đỉnh G20 của Nga cho biết. Theo bà Lucas, sự kiện tại Ấn Độ năm nay là một trong những hội nghị thượng đỉnh G20 khó khăn nhất trong lịch sử gần 20 năm, khi phải mất gần 20 ngày để đạt đồng thuận về tuyên bố chung trước hội nghị và 5 ngày tại sự kiện. Điều này phản ánh không chỉ một số bất đồng về vấn đề Ukraine, mà còn do các khác biệt về quan điểm trong tất cả chủ đề trọng tâm, đặc biệt là biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang các hệ thống sử dụng năng lượng carbon thấp bà nói các nhà lãnh đạo phương tây cũng lên tiếng bảo vệ tuyên bố chung nói trên trong đó thủ tướng anh rishi sunat ca ngợi tài liệu này là một kết quả tốt và mạnh mẽ đây là điều tốt và là một thành công sau một thời gian dài không chắc chắn là chúng ta có thể tiến xa đến mức này Thủ tướng Đức nói với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh G20. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan gọi tuyên bố của G20 là một cột mốc quan trọng và nói rằng đó là một cuộc bỏ phiếu tin tưởng rằng G20 có thể cùng nhau giải quyết một loạt vấn đề cấp bách. Một quan chức cấp cao của EU cho biết, chúng tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào khi cùng nhau đưa ra tuyên bố chung. Nó không thay đổi quan điểm của chúng tôi. G20 được thành lập cách đây gần một phần tư thế kỷ nhằm đưa các nền kinh tế đang phát triển tham gia vào cuộc khảo luận quốc tế tại về tăng trường toàn cầu, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đang cố gắng giải quyết những quan điểm khác nhau về cuộc chiến tại Ukraine bằng cách hướng tới một tiếng nói chung. Các nhà phân tích cho rằng, với sự chia rẽ sâu sắc về vấn đề Ukraine, các nhà lãnh đạo phương Tây đã chọn không lên án Nga một cách công khai hơn để cứu vãn G20. Tuyên bố G20 năm nay có ngôn ngữ dịu đi đáng kể so với tuyên bố năm 2022 tại Indonesia khi đề cập xung đột Nga-Ukraine. Quyết định chiến lược này được cho là để đảm bảo sự đồng thuận và liên kết của G20. Có những dấu hỏi xung quanh tương lai của G20, nhưng tôi nghĩ sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ấn Độ đã bảo vệ G20. Một quan chức cấp cao của EU nhận định, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nói với báo giới. Hội nghị thượng đỉnh năm nay cho thấy G20 vẫn có thể đưa ra các giải pháp cho những vấn đề cấp bách nhất. Kho tên lửa và pháo binh bị phá hủy, nhiều binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến đấu. Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt. Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong 24 giờ qua, trên hướng Donetsk, các đơn vị từ lực lượng Dung phối hợp với hàng không và pháo binh đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine AFU gần Kudyumoka và Vodianoi, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn được thực hiện tại các cụm nhân lực và khí tài của AFU gần Kaletchevka và Andrejka, Donetsk. Ở hướng trên, AFU có 140 quân nhân thương vong, 3 xe chiến đấu bọc thép và hai xe cơ giới. Theo hướng Japorohi, lực lượng Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã vô hiệu hóa nhân lực và trang bị của lữ đoàn cơ giới số 65 AFU gần Robotino, vùng Japorohi. Một nhóm trinh sát và tấn công Ukraine đã bị ngăn chặn gần Verbovoi, vùng Japorohi. Ở hướng trên, Ukraine mất 15 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, hai xe cơ giới và một pháo D-30 bị tiêu diệt. Theo hướng Kupians, các đơn vị từ lực lượng Japat của Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của AFU từ các lữ đoàn cơ giới 32, 115 và lữ đoàn xe tăng 4 gần Sinkoka. Oliaskoi, vùng Kharkov, Makedjoka, Cộng hòa Nhân dân Lugan. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 170 quân nhân, 4 xe bán tải và một hệ thống pháo tự hành Akashija. Theo hướng Karashni Liman, các hành động phối hợp nhịp nhàng từ lực lượng Sen của Nga cùng các cuộc tấn công bằng trực thăng và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn Cơ giới số 63 và 67 AFU phát động gần Chevonaja Dibrova. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga còn được thực hiện tại các cụm nhân lực và khí tài của AFU gần Toskoi, Grigoroka, Donetsk và Jimino, Lugan. Ở hướng trên, Ukraine có 45 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, hai xe cơ giới đã bị vô hiệu hóa. Trong quá trình phản công, một hệ thống pháo tự hành Akasheja và pháo D-20, D-30 của Ukraine đã bị phá hủy. Theo hướng Nam Donetsk, lực lượng vô Vostok của Nga được hỗ trợ bởi trực thăng và pháo binh đã đẩy lùi cuộc tấn công của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 128 AFU gần Perijunoi, vùng Japorohi, và thực hiện các cuộc tấn công vào các đơn vị Ukraine gần Staromaoskoi, Donetsk. Tổng thiệt hại của AFU trong 24 giờ qua trên hướng này lên tới 200 quân nhân thương vong, một xe chiến đấu bộ binh, hai xe chiến đấu bọc thép, hai xe cơ giới và một pháo D-20. Theo hướng Kherson, có tới 60 lính Ukraina, 3 phương tiện cơ giới và một khẩu pháo D-30 đã bị hỏa lực Nga vô hiệu hóa. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của AFU tại 105 khu vực trong ngày. Một kho vũ khí, tên lửa và pháo binh AFU đã bị phá hủy gần Priluki, vùng Chernigov các đơn vị phòng không Nga đã đánh chặn một quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS. Ngoài ra, 14 UAV Ukraine đã bị phá hủy gần Karemenet, Kudiumoka, Donetsk, Poroletaka, Kazachi, Genichen, vùng Japorohi và Osana, Berestovei, vùng Kherson. Nhà Trắng bổ sung viện trợ cho Ukraine thông qua xung đột Israel-Hamas. Nhà Trắng muốn thông qua gói viện trợ khẩn cấp đến Israel để bổ sung thêm một phần ngân sách cho Ukraine. Các quan chức hàng đầu Nhà Trắng đang xem xét liệu có nên bổ sung thêm ngân sách viện trợ của Ukraine vào trong gói viện trợ khẩn cấp cho Israel hay không. Một số nhận định cho rằng, động thái này có thể buộc các nhà lập pháp cực hữu ở Hạ viện Mỹ ủng hộ Israel phải viện trợ bổ sung cho Kiev. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo rằng viện trợ quân sự đang được chuyển tới Israel sau cuộc tấn công bất ngờ của các tay súng thuộc phong trào Hamas vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, có nhiều động thái chỉ ra Nhà Trắng sẽ sớm yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ bổ sung cho Israel trong thời gian tới. Còn tờ Washington Post dẫn nguồn tin riêng cho biết, các thành viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều đã cho biết việc gói viện trợ bổ sung cho Israel sẽ kèm theo ngân sách viện trợ Ukraine. Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng một quan chức giấu tên nói với Washington Post rằng động thái này sẽ là khôn ngoan vì nó gây cản trở cho phe cực hữu, ám chỉ những đảng viên Cộng Hòa lên tiếng ủng hộ Israel nhưng lại hoài nghi về việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby từ chối cho biết liệu hai gói viện trợ có được gộp chung hay không mà chỉ nói rằng chúng tôi tin rằng cả hai đều quan trọng. Trong khi cuộc tranh luận về viện trợ có thể gây tranh cãi, đầu năm gốc đảm bảo rằng họ có đủ vũ khí cho tất cả các đối tác của Mỹ. Trong cuộc họp báo ngắn vào hôm 9 tháng 10, một quan chức quốc phòng cấp cao nói với các phóng viên rằng Washington có thể tiếp tục hỗ trợ cả Ukraine, Israel và duy trì sự sẵn sàng toàn cầu của mình đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ có thể đáp ứng mọi yêu cầu mà các đối tác Israel của chúng tôi đưa ra. Israel là một trong những quốc gia viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, khoảng 3,3 tỷ USD chỉ trong năm 2022 và tương đương với những năm trước. Kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2 năm 2022, Ukraine trở thành nước nhận được viện trợ quân sự không giới hạn từ Mỹ với ít nhất 45 tỷ USD. Cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ phần lớn đều lên tiếng ủng hộ Israel sau vụ tấn công của Hamas, khiến lực lượng phòng vệ Israel phải có hành động đáp trả gay gắt. Cho đến nay, hơn 1.500 người đã thiệt mạng ở cả hai phía của cuộc xung đột, trong khi các chiến binh Palestine tuyên bố đã bắt giữ hơn 100 con tin Israel và nước ngoài trong các cuộc tấn công của họ. Hàng nghìn người Israel và Palestine đã sơ tán khỏi các khu định cư do bạo lực bùng phát, trong khi IDF đã kêu gọi 300.000 quân dự bị huy động cho một cuộc xung đột lớn hơn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng đất nước của ông đang ở trong tình trạng chiến tranh khi cuộc tấn công diễn ra vào ngày 9 tháng 10 và cho biết các phản ứng quân sự chỉ mới bắt đầu. Xung đột Israel-Hamas phép thử mới với chính sách đối ngoại của EU Ngoài cuộc xung đột Nga-Ukraine, rất nhiều đám cháy khác đang xuất hiện ở khắp mọi nơi và EU không có sẵn bình cứu hỏa loại tốt. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn ra ác liệt và căng thẳng giữa Serbia và Kosovo chưa lắng dịu, EU tiếp tục đối mặt với thách thức mới trong khu vực lân cận khi bạo lực leo thang đáng kể ở Trung Đông. Cuộc xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, khu vực lân cận của châu Âu, nơi cho đến nay đã chứng kiến trên 1.200 người thiệt mạng, sẽ gây thêm áp lực cho EU khi khối này đang thực hiện một loạt nỗ lực quản lý khủng hoảng. Cuộc xung đột cũng diễn ra chỉ vài tuần sau khi EU hy vọng thúc đẩy một sáng kiến hòa bình Trung Đông, tập trung vào những động lực mới nhằm bắt đầu lại các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine. Phong trào Hồi giáo Hamas đã khiến Israel mất cảnh giác vào sáng sớm ngày 7 tháng 10, khi phóng hàng nghìn quả rocket và đưa hàng chục tay súng được trang bị vũ khí hạng nặng thâm nhập vào miền nam Israel. Lực lượng phòng vệ Israel đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu của Hamas ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong một thông điệp gửi tới người dân nước này rằng chúng ta đang có chiến tranh và chúng ta sẽ chiến thắng. Trong khi đó, quân đội Israel dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công chuyên bộ vào giải Gaza khi chiến dịch giải thoát con tin và bắt giữ các tay súng Hamas trên lãnh thổ Israel bắt đầu có hiệu quả. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên án cuộc tấn công bất ngờ của Hamas và Israel, tuyên bố Israel có quyền tự vệ. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẵn sàng giúp giảm căng thẳng, có thể xem xét vai trò hòa giải ưu tiên hiện nay là chấm dứt bạo lực ngay lập tức và giảm leo thang, cũng như thả tất cả con tin. Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell nói với các phóng viên. Ông thông báo thêm rằng ông đã nói chuyện với cả Ngoại trưởng Israel Eli Cohen và Thủ tướng Palestine Mohammad Stajep. Ông Borrell nêu rõ, quy mô của cuộc tấn công đã khiến cộng đồng quốc tế bất ngờ, nhưng chúng tôi nhận thức được rằng việc leo thang xung đột là không bền vững. EU nhắc lại tầm quan trọng của việc hướng tới một nền hòa bình lâu dài và bền vững thông qua những nỗ lực trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Ông Borrell nhấn mạnh đó chính xác là lý do tại sao cùng với liên đoàn các quốc gia Ả Rập, Saudi Arabia, Ai Cập và Jordan, các bên đã bắt đầu một sáng kiến chung nhằm khôi phục giải pháp hai nhà nước. Gần 50 bộ trưởng ngoại giao từ châu Âu và Trung Đông đã gặp nhau bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 vừa qua để công bố một sáng kiến mới, được gọi là nỗ lực ngày hòa bình, Nhằm mục đích khôi phục tiến trình hòa bình đã bị trì hoãn từ lâu giữa Israel và Palestine. Ông Borrell nói thêm, quan điểm của EU vẫn là hướng đến giải pháp hai nhà nước. Đầu tuần tới ông Borrell dự kiến sẽ tới Muscat, Oman để tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng EU và hội đồng hợp tác vùng Vịnh, nơi tình hình leo thang hiện nay có thể sẽ đứng đầu chương trình nghị sự. Trong khi những phản ứng ban đầu của thế giới Ả Rập trước động thái của Israel cho thấy rằng, mặc dù họ có khả năng tiếp tục ủng hộ Palestine, nhưng họ cảnh giác với sự leo thang làm trịch hướng những nỗ lực bình thường hóa gần đây trong khu vực. Saudi Arabia chưa bao giờ công nhận Israel là một quốc gia và luôn chính thức đứng về phía Palestine. Trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia với Israel trong một thỏa thuận liên quan đến đảm bảo an ninh của Washington cho Riyadh, Saudi Arabia đã kêu gọi cả hai bên kiềm chế. Tại cuộc điện đàm với ông Borrell, Ngoại trưởng Jordan, Aman Safadi nhấn mạnh sự cần thiết phải có hành động quốc tế để ngăn chặn leo thang ở Gaza và tạo ra một giải pháp chính trị thực sự để chấm dứt tình trạng chiếm đóng. Bộ Ngoại giao Jordan cho biết trong một tuyên bố. Trong khi đó, các nhà phân tích đang chia rẽ về việc liệu cuộc tấn công ở Hamas có thể được coi là nhằm vào những dấu hiệu tích cực gần đây trong nỗ lực hòa bình ở Trung Đông đang dần hình thành giữa Mỹ, Saudi Arabia và Israel hay không. Jerome Draven, nhà phân tích cấp cao tại Christie Group nhận định, việc này chắc chắn phải mất nhiều tháng để chuẩn bị phối hợp giữa các lực lượng trên bộ, trên không, trên biển của Hamas khi mỗi bộ phận của họ có mục tiêu chiến thuật rõ ràng. Ông Draven nói thêm, đây không thể chỉ là phản ứng ngắn hạn trước những diễn biến gần đây, trong đó có cả việc bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Israel. Nhưng đối với EU, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas lại gây thêm những cơn đau đầu nữa khi họ ngày càng buộc phải phân tán sự chú ý cho tất cả các cuộc khủng hoảng. Như một bộ trưởng ngoại giao châu Âu đã nói vào đầu tuần này tại Kiev rằng, ngoài cuộc xung đột Nga-Ukraine, rất nhiều đám cháy khác xuất hiện ở khắp mọi nơi và chúng tôi không có sẵn bình cứu hỏa loại tốt. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên, chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại